Đèn năng lượng mặt trời hiện nay được bày bán khá là nhiều trên thị trường. Và thực tế thì để anh chị chúng ta đi tìm mua một mẫu đèn năng lượng mặt trời thì nó rất là đơn giản anh chị ạ, mà gần như là anh chị có thể mua ở bất kỳ đâu. Tuy nhiên có một cái vấn đề đặt ra, đó chính là khi mà có quá nhiều nơi bán và có quá nhiều cái mẫu mã sản phẩm thì sẽ dẫn đến anh chị chúng ta khó lựa chọn, không biết là cái mẫu này thì nó có phù hợp với cái nhu cầu của chúng ta hay không, hay là không biết rằng cái mẫu này nó có đắt hay là rẻ. Thì trước tiên để mà giới thiệu chi tiết về cái sản phẩm đèn đĩa bay 1000W này thì em sẽ thông báo cho anh chị về cái giá bán cũng như là cái chương trình khuyến mãi tại thời điểm tháng 6 2024 của sản phẩm này luôn, bởi vì em biết là cái giá bán là một yếu tố rất là quan trọng và rất nhiều anh chị quan tâm khi mà chúng ta lựa chọn đèn. Thì đầu tiên là về giá bán niêm yết hiện tại của cái sản phẩm đèn UFO 1000 đĩa bay kim cương dạng 3 màu thì bên em đang niêm yết là 1.250.000 một bộ sản phẩm. Nhưng trong thời điểm tháng 6 2024 thì nếu mà anh chị chúng ta nhanh tay đặt hàng và đặt sớm thì bên em sẽ áp dụng cái chương trình khuyến mãi cho anh chị với mức giá là 1.150.000 đồng một sản phẩm anh chị ạ, đã bao gồm phí ship tận nhà cho anh chị. Như vậy thì trong cái thời điểm tháng 6 thì bên em có rất nhiều chương trình khuyến mãi và áp dụng rất nhiều sản phẩm. Thì nếu anh chị chúng ta thích cái sản phẩm này thì chúng ta đang sẽ mua sớm thì sẽ được cái mức giá tốt là 1.150.000. Thì nếu anh chị tìm hiểu trên thị trường, anh chị có thể thấy rằng cái mức giá này là cực kỳ rẻ và gần như rẻ nhất trên thị trường anh chị ạ. Còn chất lượng sản phẩm thì anh chị yên tâm, bởi vì những cái sản phẩm chính hãng của công ty Hoàng Long thì luôn được bên em bảo hành uy tín cho anh chị trong thời gian dài. Thế thì để cho cái video ngày hôm nay nó đơn giản dễ hiểu và không mất quá nhiều thời gian của anh chị thì em sẽ tư vấn cho anh chị theo cái hướng là nhu cầu. Tức là ví dụ như bây giờ anh chị phải muốn mua cái mẫu đèn này thì chúng ta phải biết rằng là cái mẫu đèn này nó sẽ phù hợp lắp ở đâu, cái diện tích chiếu sáng khoảng bao nhiêu mét vuông và cái nhu cầu là sử dụng như thế nào. Thế thì đầu tiên là em sẽ giới thiệu qua cho anh chị, đây là một dòng đèn đĩa bay liền thể với công suất là 1000W dạng là UFO kim cương 3 màu ánh sáng. Thế thì chức năng của nó rất là nhiều. Tuy nhiên thì nói chung nó là một dòng đèn liền thể, và như anh chị đã biết thì dòng đèn liền thể thì nó có cấu tạo rất là đơn giản. Tất cả các bộ phận từ tấm pin, chip LED đến cái phần pin lưu trữ nó đều tích hợp hết bên trong một chiếc đèn. Ví dụ như chiếc đèn này thì cái mặt đằng trước mà anh chị đang quan sát đây chính là một cái mặt LED đấy, và pin thì nó sẽ nằm ở trong cái khoảng này, và đằng sau này nó chính là một cái tấm pin năng lượng mặt trời nằm ngay ở trên mặt lưng. Thế thì vì cái cấu tạo đơn giản như vậy nên là nó sẽ có một ưu điểm là khi mà anh chị chúng ta lắp đặt thì nó cực kỳ dễ dàng. Anh chị chỉ việc về mua một cái ống phi 76 hoặc là 75, chúng ta chôn xuống dưới đất, sau đó thì chúng ta lắp cái đèn này trực tiếp lên trên đấy, và chúng ta xiết ba con ốc ở ba góc này thì bên em cũng tặng kèm ốc luôn, thì là chúng ta đã lắp đặt xong chiếc đèn này đấy. Thì cái cách lắp đặt của nó là cực kỳ đơn giản, và anh chị chúng ta không cần phải lo lắng về dây dợ hay là bắt vít hay như thế nào nó phức tạp, nó rất là đơn giản. Thì đây chính là cái ưu điểm đầu tiên của nó, chính là lắp đặt đơn giản. Và thứ hai thì với cái dòng đèn liền thể thì bao giờ cái vị trí của nó cũng sẽ là lắp ở ngoài trời anh chị ạ, chứ không thể lắp ở trong nhà được. Có một số anh chị hỏi em là cái mẫu này có thể lắp vào trong nhà được không, bởi vì khách thì nhìn thấy là nó sáng tỏa 360 độ như thế này thì rất là thích và muốn lắp ở trên trần để nó tỏa xung quanh phòng cho nó sáng. Thế nhưng mà không được anh chị ạ, bởi vì anh chị có thể quan sát đằng sau nó là cái phần tấm pin năng lượng, và khi mà anh chị nếu anh chị lắp trong nhà thì vô hình chung là cái tấm pin này nó sẽ nằm ở trong nhà và nó không thể nào hấp thụ ánh nắng để nó nạp điện được anh chị ạ. Do đó thì sử dụng trong nhà là không hiệu quả, và bắt buộc là cái mẫu này chúng ta sẽ phải lắp ở ngoài trời. Và với những cái vị trí như là đường đi, sân vườn hoặc là những cái trang trại đấy, thì chúng ta có thể lựa chọn cái mẫu đèn liền thể với công suất là 1000W dạng đĩa bay như này. Thì cái ưu điểm khi mà anh chị lắp ở ngoài trời mẫu này thì nó sẽ có một cái độ tỏa sáng 360 độ, tức là khi mà anh chị lắp vào xung quanh nhé, lắp lên như thế này thì tất cả xung quanh nó đều có thể chiếu sáng. Nó không giống như một số cái mẫu đèn pha hay là đèn bán trải thì thường nó sẽ chiếu sáng một phía đấy, nó không được chiếu sáng tỏa đều như cái mẫu này. Cái mẫu này nó sẽ ưu điểm hơn là nó sẽ sáng được tỏa đều. Cái ưu điểm thứ ba khi mà anh chị chúng ta lựa chọn cái mẫu đèn này, đó chính là cái đèn này nó sẽ có cái chế độ cảm biến chuyển động. Thì với cái chế độ cảm biến chuyển động này thì nó sẽ có hai cái tác dụng chính. Cái thứ nhất là ví dụ như anh chị chúng ta mà sử dụng vào những vị trí mà có nhiều người đi lại hoặc là những vị trí cần trông coi thì cái việc này nó sẽ giúp là chúng ta cảnh báo, tức là ví dụ như khi mà ban đêm chẳng hạn nó đang sáng ở chế độ mờ, nhưng mà nếu có kẻ trộm, kẻ gian đột nhập thì cái đèn này nó sẽ tự động nó sáng mạnh lên, thì điều đó nó cũng sẽ giúp cho cái kẻ trộm, kẻ gian nó giật mình và có thể bỏ đi đấy. Thì đấy là chính là cái chế độ radar cảm biến chuyển động. Và cái ưu điểm thứ hai của cái chế độ này đó chính là cái việc mà tiết kiệm pin, tức là anh chị có thể quan sát với những cái chiếc đèn mà có cái
dạng liền thể như này thì bao giờ cái kích thước của tấm pin nó cũng sẽ giới hạn theo cái kích thước của đèn. Do đó thì cái việc mà nó nạp điện thì nó sẽ không mạnh bằng những cái mẫu đèn pha hoặc là mẫu đèn bàn chải anh chị ạ. Do đó thì nó sẽ cần cái việc là tiết kiệm pin. Còn ví dụ như cái chế độ này, bật cái chế độ RADA này lên thì ban đêm thì bình thường nó sẽ chạy 30% công suất. Còn nếu mà khi mà có vật thể lạ chạy qua thì nó sẽ chạy lên 100% công suất. Thì không phải là nó sẽ lúc nào nó cũng chạy 100%. Đấy, vì chạy 100% thì nó rất là tốn điện. Đấy, thì nó chỉ chạy 30% khi mà không có người di chuyển qua. Còn đâu khi có người qua lại thì nó sẽ chạy sáng lên. Thì điều đó sẽ giúp chiếc đèn này nó tiết kiệm pin và nó có thể chạy suốt một đêm. Tuy nhiên đấy cũng là một cái nhược điểm anh chị ạ. Bởi vì là cũng một số khách hàng muốn sử dụng cái mẫu này sáng mạnh full đêm, tức là luôn liên tục sáng 100% công suất full đêm, thì nó lại không đáp ứng được. Bởi vì là cái pin ở bên trong này thì nó có giới hạn theo cái kích thước của tấm năng lượng sạc. Thì nếu mà ví dụ chạy một cái chế độ 100% công suất thì nó chỉ chạy được khoảng đến tầm khoảng 1 giờ sáng. Đấy, thì khoảng 5-6 tiếng thì nó sẽ hết điện. Còn nếu anh chị chúng ta bật sang cái chế độ radar này thì chắc chắn là nó sẽ chạy hết đêm. Đấy, thì đây là cũng là một cái ưu điểm mà có nhược điểm của nó thì em muốn chia sẻ cho anh chị để chúng ta có thể thấy rằng cái gì nó cũng có hai mặt của nó và nó có phù hợp với gia đình mình không thì mình mua. Và tiếp theo nữa là thì là cái cách thức sử dụng của cái chiếc đèn này như thế nào. Đấy, thì cái này cũng là một cái điểm rất là đáng lưu ý, bởi vì em cũng đã bán và cũng một số anh khách hàng gặp phải, thì em sẽ hướng dẫn mọi người luôn nhé. Thì mọi người có thể quan sát cái đèn này thì nó rất đơn giản thôi. Khi mà anh chị mua thì nó sẽ có một cái thân đèn, một cái túi ống vít và một cái điều khiển remote kèm theo. Thế thì khi mà lần đầu tiên chúng ta mua cái đèn này về, rất nhiều anh chị chúng ta lắp pin vào đây xong chúng ta bật như này, bật thoải mái, đèn không sáng. Thế thì anh chị lại tưởng là đèn nó lỗi, nhưng không phải. Cái cách sử dụng của đèn này đầu tiên là phải như thế này anh chị này. Đầu tiên là anh chị có thể quan sát ở trên cái thân đèn này, nó có một nút màu xanh. Thì đầu tiên khi mà mới về là chúng ta sẽ phải giữ cái nút này khoảng từ 3 giây. Đấy, để nó khởi động lên. Khi mà đèn nó khởi động lên sáng như vậy rồi thì chúng ta mới sử dụng điều khiển để bật. Và cũng lưu ý với anh chị rằng là trước khi chúng ta lắp lên cột là chúng ta cũng phải khởi động như thế. Ví dụ như bây giờ em bật cái đèn này lên anh chị nhìn nhá. Đấy, và chúng ta lắp lên cột, ví dụ ban ngày chẳng hạn thì chúng ta sẽ dùng điều khiển ấn nút này để tắt nó đi. Đấy, và đèn khi mà ban ngày nó đang có ánh sáng chiếu vào cái tấm pin này thì nó đang báo sạc cái màu xanh đỏ trên cái phần báo radar này. Đấy, thì đây là cái lưu ý hết sức là quan trọng, bởi vì có rất nhiều anh chị không bật cái nút này lên trước, nhưng mà chúng ta lắp lên cột xong rồi, xong chúng ta mới điều khiển này, bật nút điều khiển này, chúng ta không điều khiển được. Đấy, dẫn đến là lại phải tháo xuống, xong lại phải điều chỉnh một lần nữa thì nó rất là mất công. Thì đây là cái lưu ý mà em muốn khuyên anh chị khi mà chúng ta mua cái sản phẩm này. Cái phần thứ hai về cái tính năng của mẫu này thì nó rất là hay, là nó có thể chuyển đổi được cái màu sắc ánh sáng. Thì cái việc này thì nó có tác dụng là giúp chúng ta là vừa chiếu sáng mà vừa có thể trang trí sân vườn, sân nhà. Ví dụ như bây giờ em sẽ bật cho mọi người xem nhé. Hiện tại đang là chạy chế độ màu sáng trắng. Tiếp theo là chúng ta chuyển sang đây là chế độ sáng 3 màu, tức là vừa trắng vừa vàng. Và tiếp theo nữa đây là nó chỉ màu sáng vàng thôi. Đấy, thì khi mà anh chị mua thì chúng ta sẽ ấn cái nút ở giữa cái điều khiển này thì nó sẽ tự động nó chuyển màu ánh sáng. Đây, ví dụ em đang ấn cho mọi người đây. Còn nếu anh chị chúng ta muốn sáng mạnh hơn thì chúng ta sẽ ấn cái nút mặt trời phía trên này. Đấy, hoặc là mặt trời phía dưới thì nó sẽ tự động giảm sáng, tăng sáng. Đấy, nó rất là đơn giản thôi. Ngoài ra thì nó thêm có chức năng hẹn giờ hoặc là auto. Đấy, thì cái này nó rất là đơn giản, khi mà anh chị chúng ta mua thì chúng ta về sử dụng một hai lần là chúng ta sẽ biết và sẽ thấy rất là dễ. Chỉ có một cái điểm lưu ý nhỏ nhỏ là trước khi lắp là anh chị phải ấn cái nút này giữ 3 giây cho em bật lên. Đấy, thì là khi chúng ta lắp lên thì nó mới được. Đấy, chứ không thì đến lúc lắp lên lại phải trèo xuống thì rất là mất công. Thì trên đây em đã chia sẻ cho anh chị về các cái vị trí mà chúng ta lắp đặt đèn cũng như là cái cách thức sử dụng. Thì mẫu này thực ra nó rất là đơn giản, thì chắc là em nghĩ rằng cũng không khó gì với anh chị, chỉ quan trọng là chúng ta thấy nó có phù hợp với cái nhu cầu của chúng ta để chúng ta mua về sử dụng hay không. Và nếu anh chị có bất kỳ câu hỏi nào chúng ta muốn thắc mắc hoặc là muốn bên em giải đáp thêm thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với công ty Hoàng Long theo số điện thoại là 0865 999 515, hoặc là truy cập trực tiếp vào website hoanglongsolar.com để chúng ta tham khảo về giá bán cũng như là thông số chi tiết của sản phẩm tại từng thời điểm. Và một lần nữa cảm ơn tất cả anh chị chúng ta đã dành thời gian theo dõi video. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.